Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc và sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng trong năm 2021. 1. Con đường công danh, sự nghiệp, Kỷ Tỵ nữ mạng. Năm nay, công việc khởi điểm sẽ có chút khó khăn, thử thách. Bản mệnh cần phải kiên trì, nhẫn nại, quyết liệt thì sẽ vượt qua. Không có con đường nào là dễ dàng. Đặc biệt, quý bạn trong năm 2021 sẽ ít nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè. Các công việc đều phải tự lực làm, khi có chuyện phát sinh thì cần tỉnh táo giải quyết. Nữ Kỷ Tỵ trong năm Tân Sửu sẽ không thuận lợi để kết giao nhiều mối quan hệ mới, nên duy trì với những mối quan hệ cũ trước đây. Đặc biệt, trong công việc làm ăn thì tránh tin tưởng người khác quá nhiều, dễ bị lợi dụng. Phần công danh không có gì quan trọng. Nếu có, cũng ở vào mức độ bình thường mà thôi. Về gia đạo, có nhiều phúc đức, vượt qua được những lúc khó khăn. Trung vận, có thể sẽ gặp nhiều buồn bã và đau thương. Hậu vận mới được yên vui. Về sự nghiệp, có thể hoàn thành vào năm 40 tuổi trở lên. Năm 38 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề này. 2. Về phương diện tài chính của Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng trong năm 2021. Tiền bạc dễ chịu, có cơ hội phát triển vào mùa đông, năm 38 tuổi. Trước tuổi đó, vấn đề này trở nên khó khăn và có nhiều lo lắng. Nữ mệnh Kỷ Tỵ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về kinh tế khi bước sang năm tới. Cơ hội kiếm tiền của họ thấp, phát sinh nhiều khoản phải chi tiêu, hao tốn. Những người kinh doanh, đầu tư chưa hợp lý, chi nhiều, thu ít, chậm thu hồi vốn, hoặc chậm sinh lợi nhuận, ứ đọng vốn liếng, hàng hóa, khó khăn, eo hẹp về tài chính. Nhiều người mua xe cộ, nhà đất, máy móc, trang bị, thuê mặt bằng, xây nhà, nộp thuế, thanh toán công nợ nên càng gặp nhiều áp lực về tài chính, tiền bạc hơn. 3. Về phương diện sức khỏe của Kỷ Tỵ 1989 nam mạng trong năm 2021. Tuổi Kỷ Tỵ năm 1989 cần chú ý tới phương diện sức khỏe của bản thân. Mặc dù ở thời điểm hiện tại chưa có biểu hiện suy giảm, nhưng do chủ quan, trong tương lai có thể sức khỏe của quý bạn sẽ bị ảnh hưởng. Để khắc phục vấn đề này thì bản thân cần thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học, hợp lý hơn, đồng thời kiểm tra cơ thể thường xuyên. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.